Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, và trước màn hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường tố hữu. Khu vực này là gần với chung cư CT3, CT2 của khu đô thị VCN Phú Tài. Hướng này của đường tố hữu đang lưu thông là hướng đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang này. Đi ngược lại thì vị sẽ đi qua con đường Quảng Giáp, hướng đi lên quốc lộ. Dạ, và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như cập nhật tình hình Nha Trang vào những ngày giáp Tết như vậy. Hôm nay là ngày 22 Tết, ngày 22 Tết âm lịch rồi. Như vậy là chỉ còn có 8 ngày nữa thôi là sẽ tới Tết Nguyên Đán. Và ngày mai là ngày bắt đầu là cúng ông Công ông Táo rồi quý vị. Nhiều người nếu như mà cúng sớm á, thì có thể là tối nay, 12 giờ đêm nay, 0 giờ tối nay là cúng ông Táo rồi. Và bắt đầu qua thời khắc là ngày tháng 3, là những người mà cúng sớm á, thì tối đêm nay họ sẽ cúng. Còn những ai mà cúng trễ thì có thể là sáng mai hoặc là tối mai là ngày 23, Tết ông Công ông Táo luôn. Giờ và em đi qua đây là con đường Thích Quảng Đức giao với con đường Tố Hữu nè. Con đường Thích Quảng Đức này lúc trước nó là đường số 4 rồi. Ở đoạn này của đường Thích Quảng Đức cũng có bày bán hoa cúc cũng như là quất ở phía trước của trường mầm non Họ Mi Nha Trang. Thì thường mỗi năm Tết Nguyên Đán thì khu vực này của con đường số 4 này, đường Thích Quảng Đức bây giờ trên khu đô thị Phước Hải á, là cũng được trưng bày bán hoa Tết ở các cái ngôi trường mầm non và ngôi trường tiểu học Phước Hải 3. Phía từ xa thì có thể thấy được đó là những chậu hoa cúc, cúc pha lê, cúc đại đó, rồi có cả hoa vạn thọ cũng như là bên đây là những chậu hoa giấy, những chậu hoa giấy ngũ sắc rất là đẹp. Phía trước ngôi trường tiểu học Phước Hải 3 ở đây hoa vạn thọ. Bên kia là hoa vạn thọ với hoa cúc. Nhộn nhịp chợ hoa Tết rồi đây, những ngày giáp Tết rồi. Nay quý vị đi ra đường thì một số tuyến đường trung tâm của thành phố cũng bày bán hoa rất là nhiều, đặc biệt là con đường Lê Thánh Tôn, con đường Thái Nguyên, khu vực vòng xoay ngã 6, vòng xoay ngã 7 cũng như là công viên thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi quý vị. Rồi qua con đường Tô Hiến Thành, đó là những con đường trung tâm của thành phố bán rất là nhiều hoa, đủ các loại hết. Hoa cúc, rồi cúc mâm xôi, rồi mai, đào, quất, hoa giấy, hoa vạn thọ. Bên cạnh nó có hoa lan, rồi các loại cúc họ Mi như ở Đà Lạt xuống nữa vậy. Còn trên các tuyến đường ở đường 23 tháng 10 thì các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh thì cũng được bày bán rất là nhiều ở trên đường 23 tháng 10. Còn bên khu vực phía Bắc thì có chợ Vĩnh Hải, rồi khu vực của Bình Tân thì có cục chợ Bình Tân cũng như là trên các công viên cũng như là công viên Giả Tượng và con đường Giả Tượng. Con đường này buôn bán kinh doanh cũng nhộn nhịp lắm vậy, đa số là nó là con đường chính. Chủ yếu là người ta, các cơ sở trên đường này họ ta kinh doanh thôi chứ không có để đỡ, không có bao nhiêu hết á. Nó giống như con đường số 13 khu đô thị Lê Văn Một vậy, khu đô thị Hạ Văn Một cũng là con đường chính
chuyên kinh doanh buôn bán. Còn chỗ này đang xây một cái gì nữa đây, đổ móng rất là cao. Lúc trước khu vực này chỉ là những cái bãi đất trống, những cánh đồng ruộng mênh mông, bây giờ nó thành một cái khu đô thị, rất là giá đất cũng rất là cao, nó nằm rất là gần với trung tâm của thành phố nữa. Cái đống này là con đường Phong Châu, đường Phong Châu giao với con đường này, đó là đường Thích Quảng Đức bây giờ. Thời tiết Nha Trang sáng nay rất là nắng nè, vì giờ này em đi cũng nắng lắm. Và hồi sáng sớm á, trời sương mù rất là nhiều. Thường mỗi sáng sớm mà sương mù nhiều là buổi trưa rất là nắng. Và thời tiết cũng thất thường lắm. Hồi tối thì trời cũng có mưa, quý vị. Hôm nay cũng có bán hoa nè, có cúc với hoa mận thọ. Hiện tại đoạn này là đang được thi công để lót vỉa hè. Đó, dòng đây là cúc mận thọ, cúc này đó rồi. Rồi cúc mâm xôi, rồi có những chậu bưởi nữa, rồi hoa giấy nữa, ngũ sắc nữa nè, có quất, hoa hồng nữa, hoa hồng đẹp ghê vậy, hoa hồng dây leo vậy đó, sao bông cũng tàn hết trơn rồi. Hồng này chắc có thể nhập ở Đà Lạt về cũng có. Con đường này, con đường Thích Quảng Đức này thì nó cũng song song với con đường Lê Hồng Phong rồi. Lúc trước con đường Lê Hồng Phong là xe rồi chạy đông đúc lắm, quá tải luôn á. Thì từ ngày mà có con đường Thích Quảng Đức này thì nó cũng rất là tiện lợi luôn. Nó cũng giảm được cái lượng xe lưu thông trên đường Lê Hồng Phong rất là nhiều. Nếu như những ai mà đi qua đại lộ Nguyễn Tất Thành, qua Hồng Rớ hoặc là xuống khu vực Bình Tân thì có thể đi trên con đường Thích Quảng Đức này. Đường nó rộng hơn luôn quý vị, rộng rãi, nó thoáng hơn. Trên đường Lê Hồng Phong nó cũng khá là hẹp, xe lại lưu thông rất là nhiều. Và trên đó thì các cái cơ sở kinh doanh cũng nhiều, xe tải đồ đi lại và đậu đổ nữa, dễ gây ách tắc giao thông. Đi thẳng trên con đường Thích Quảng Đức này, cô chú chị bạn sẽ ra giao lại với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Con đường đại lộ Nguyễn Thành là con đường đi qua đèo Phụ Hinh, con đường hướng đi sân bay Cam Ranh. Và cũng có một con đường nó chạy dọc sông Quán Trường, đó là con đường Bình Đại 2, bây giờ là đường Võ Văn Kiệt các bạn. Nó cũng chạy song song giống như con đường này. Và con đường Võ Văn Kiệt đó thì nó chạy dọc sông Quán Trường, cho nên là nó phải ôm cua theo cái con sông, cho nên có những đoạn là nó hình vòng cung. Bởi vậy thì nó sẽ dài hơn, đi nó sẽ xa hơn so với con đường này. Nếu như mà đi xuống cầu Bình Tân, đi trên con đường Võ Văn Kiệt và Bình Đại 2 bây giờ thì nó cũng có thể đi qua khu vực của cầu Bình Tân, ra ngay chân cầu Bình Tân luôn.
này là đường Nguyễn Văn Hưởng nè, với Thích Thượng Đức. Con đường Nguyễn Văn Hưởng bây giờ một số những cái tên đường là nó đổi tên hết rồi. Khu vực này lúc trước là những cái tên đường là những cái con số, ví dụ như đường Nguyễn Văn Hưởng vừa rồi đó là con đường số 22, bây giờ đổi thành tên hết. Đó, như chỗ này là đường số 23 nè, đường số 23 thì chưa có đổi tên nè. Khu vực này là gần với khu đô thị Hồ Long. Đi trên con đường Thích Thượng Đức, quý vị có thể đi thẳng ở đây thì xuống rất là nhiều những khu đô thị chạy dọc trên con đường này, chia làm những cái gói. Như phía trên đoạn hồi nãy là khu đô thị Quang 1, Hào Quang 1, rồi khu đô thị VCN Phước Hải, rồi xuống đây thì khu đô thị Lê Hồng Phong 2, rồi vừa rồi là khu đô thị Phước Long, khu đô thị Hồng Long, rồi xuống dưới đây là khu đô thị Phước Long, rồi khu đô thị An Bình Tân, Nha Trang. Ngày nay nhiều khu đô thị lắm quý vị. Dưới đây có bán hoa cúc với mai này, những cái chậu mai nhỏ nhỏ. Còn dưới đây thì nhà cửa bên hai con đường này nó chưa có nhộn nhịp giống như là ở phía trên của VCN Phước Hải. Cuối năm rồi, những cái hãng rửa xe ô tô rất là đông đúc luôn. Có bên kia có cúc nữa, vàng rực trên mọi tuyến đường. Đây, chỗ này em thấy có bán hoa mặt trời nè, hoa hướng dương nè, hoa hướng dương cũng đẹp. Hoa hướng dương mà nếu như mà về chơi Tết cũng đẹp, nó cũng màu vàng, vàng rực rỡ. Nhưng mà hoa này để ngoài nắng chắc chịu không nổi đâu, để ngoài nắng nó héo hết trơn. Đoạn dưới này cũng có bách hoa xanh nữa rồi nè. Đây, chỗ này là con đường Trần Cao Vân giao với con đường Thích Thượng Đức. Con đường Trần Cao Vân này nó cũng đổi tên rồi đó. Bữa trước là hình như nó là đường số 28. Đi qua đoạn này của con đường Thích Quận Đức rất là thích luôn á mình, mát lắm, hai bên là cây xanh. Con đường này cũng rất đẹp, hai bên là những căn nhà thiết kế kiểu hiện đại và nó kiểu liên kế với nhau á. Vô đây cũng giống như là đi lạc vào một cái khu phố Tây, đang ở bên Tây của mình. Có dòng đoạn này nè, những cái nhà giống nhau hết á. Nay có vẻ như nó qua một thời gian nó cũng bị cũ rồi. Mấy bữa trước nó mới, nó còn đẹp lắm, màu đủ màu sắc á, đẹp lắm. Thời gian nó bị xuống cấp rồi. Ta họ xây cũng kiểu biệt thự đó. Đó, rất là đẹp. Khu vực này là Phước Long.
ghim nữa, văn phòng ghim. Dạ, ra đây là giao ở con đường Thích Đoạn Đức với con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành rồi nè quý vị. Ngay vị trí này quý vị để bên tay phải thì đi qua khu vực của cầu Bình Tân, để bên đi trái là hướng đi về lại trung tâm, về qua chợ Bình Tân. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn.